À, xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đến với kênh ô tô chất nhé. Và hôm nay em sẽ lên sóng cho bác một em xe gầm cao 5 chỗ ngồi. Đây là một chiếc xe Hyundai Tercan nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất năm 2003, số sàn 2 cầu các bác nhé. Đây, một chiếc xe mà với cái tông màu nó rất là đẹp này, tên tư nhân biển 24, Lào Cai. Đấy, xe trang bị màn hình camera lùi nguyên bản theo xe, có cả phanh ABS đầy đủ và một bộ mâm rất là thể thao luôn. Với cái tông màu đỏ mận thì nó rất là độc đáo nhé. Cái dòng này thì ngày xưa ấy, nếu mà chuyên dụng của em nó là để chở tiền. Đấy, ngân hàng, tất cả các ngân hàng ấy là hay sử dụng những cái em này để chở tiền. Vì ngày xưa thì có một cái két ở đằng sau ấy. Đấy, có cái két ở đằng sau là két sắt các bác nhá. Đấy, form dáng của chiếc này rất là đẹp này. Xe thì trang bị 4 đèn bi xi lông siêu sáng luôn. Đấy, tông đỏ mặn này thì nó lại rất là đẹp. Thì chiếc xe này ấy, đăng kiểm của em nó đến tháng 7 năm 2022, xe mới đăng kiểm xong. Đấy, form dáng rất là đẹp nhá. Và trước khi vào chi tiết video chiếc xe này thì anh chị nào nếu đây là lần đầu tiên mà theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình anh chị nhé, để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng. Xe mới về sáng nay chưa rửa gì cả, dàn nốt cũng khá là ok, gầm sàn đây này. Đấy, các bác nhìn chưa, nói không với mục mọt, nói không với đâm đụng, nói không với tai nạn. Và tôn vỏ của dòng này ấy, nó dày dã man luôn, không thua kém xe Đức cả. Hyundai Tercan nó là một chiếc xe nó cực kỳ là khỏe mạnh, hai cầu các bác nhé, hai cầu. Đấy, số sàn máy xăng. Thì cái mẫu xe này là dành riêng cho các bác nào với cái mục đích để sử dụng đi off road này, đi rừng, đi dãy này. Đấy, đi đồi, đi núi. Đấy, động cơ 3.5 số sàn 2 cầu nhá. Xe này không thể sử dụng được dịch vụ taxi đâu nhá. Đấy, những chiếc xe ăn xăng tốn xăng thì nó sẽ có cái nhu cầu của những cái việc mà người ta cần phải đi đường khó khăn. Đấy, trở lặng các bác nhá, khỏe mạnh. Nên là giá chiếc này nó cũng rất là hợp lý thôi, 145 triệu các bác nhá, 145 triệu. Đấy, giá trên là bao gồm hồ sơ vận chuyển toàn quốc luôn. Tôn vỏ của dòng này dày không một vết mục mọt. Đây, cho các bác xem nội thất này. Nội thất đen, đẹp, huyền bí luôn. Đấy, màn hình camera lùi trần 5D. Đây, cốp sau đây, nó nguyên một cái thùng đằng sau nhé. Bác nào mà hay đi chở hàng, đi cứu hộ ở đường rừng, đường đồi núi Tây Bắc, chở đồ trên xe này thì nó là cân mọi địa hình rồi, chứ không bao giờ ai đi cứu hộ bằng mấy con Vios hoặc chở đồ bằng mấy con i10 Moling. Đấy, đi sửa máy xúc hay là sửa đồ đạc gì cả, hoặc là đi phượt trên đồi núi mà không ai đi phượt bằng mấy cái con đấy cả, bởi vì nó rất là yếu. Đấy, đây, keo chỉ đây, lòng trong cánh cửa này nó thẳng là sơn này, như kiểu sơn hãng luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Đây, màn hình này. Đấy, cầu là hai cầu cài điện các bác nhé. Ok chưa, hai cầu cài điện nhá. Đấy, chìa khóa khiển này, remote các kiểu này. Và nội thất của em nó này. Đấy, đỏ đen, nó là siêu chất rồi. 145 triệu các bác nhá. Bác nào quan tâm đến chiếc này, alo cho em Quang nhá, theo số điện thoại là 0358 286 286 nhá. Em Di Quang ô tô chất. Đấy, và đây sẽ đi vào khoang máy này. À đấy, đây, kính chỉnh điện nhá, đầy đủ nhá, vô lăng gật gù là các kiểu này. Đấy, điều hòa thì thôi, giờ rét em không bật đâu, lạnh lắm. Đấy, đồng hồ này hiển thị tất cả này, mở cốp hay là mở cửa này. Đấy, bật chìa khóa này, này, đèn check này, phanh ABS này, báo dầu này, báo phanh tay này, báo bình ắc quy này. Nói chung là đầy đủ các bác nhá, không thiếu một cái motor gì cả. Đấy, đây lỗ nhá, nó là ăn ngay 145 triệu đồng các bác ạ. Đấy, tăng độ sáng ta lô này. Đấy, màn hình này, camera lùi này, nói chung là đầy đủ các bác nhá. Đấy, camera lùi này, em đang mở cốp lên nó chổng lên trên trần nhà đấy. Đó, cần số này, vô lăng này, ví dụ đây cài cầu điện này, cầu cài điện này, điều hòa này. Đấy, điều hòa này, còn lạnh lắm, trời đang rất lạnh, miền Bắc đang rất lạnh các bác ạ. Bây giờ sẽ đi vào phần khoang máy động cơ cho các bác xem. Nói chung là đây là một chiếc xe rất là cọp. Đấy, chủ xe thì nói thẳng là ngày xưa là cũng mua thanh lý cái chiếc xe này. Đấy, mua thanh lý xong rồi là và
mua thanh lý xong rồi về dọn lại. Đấy, nguyên bản của những chiếc xe ngân hàng này ấy, thì là trước là nó sẽ là màu bạc như kia và là màu xanh lá cây thôi nhá. Ở trước này đầu nguyên bản em là màu bạc, nhưng mà chủ xe về dọn em nghĩ là phải chỉ có dọn trong hãng nó mới đẹp được như này thôi. Nói chung là sơn si của nó mà phải nói thật sự đó, nó sơn nếu mà thợ thợ lót không chuẩn biết đây là xe sơn lại, nó thẳng luôn, và sơn lại càng đẹp chứ sao các bác nhá. Vì là nhiều người người thích nhiều kiểu màu, vì xe này về Việt Nam nó chỉ có hai màu, một là màu bạc, hai là màu xanh lá cây thôi. Chủ xe thích màu đỏ mận này thì là lên màu đỏ mận này. Đây phanh ABS này, máy này, nói chung là máy là máy siêu chất rồi, V63.5, số sàn 2 cầu. Đấy, quá đẳng cấp luôn. Xe ít đi thôi nhá, mới mà chưa dọn dẹp gì cả, rất là đẹp luôn, cực đẹp luôn các bác nhá. Nói chung là bao cho các bác là không tai nạn đâm va ngập nước, không mục mọt. Đấy, máy số cực chất, tôn bệ, tôn vỏ gầm bệ thì nó là siêu chất rồi, rất khỏe. Con này nó khỏe lắm các bác, 145 triệu. Đấy, màn hình camera lùi, camera hành trình nha, đầy đủ luôn nhá. Thôi, nếu đây là lần đầu tiên anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhá. Đấy, anh chị nào quan tâm trước này alo cho em nhá, giá rất là hợp lý thôi, siêu khỏe. Và con dòng con này thì nó em khẳng định là nó zin 100% luôn, thân vỏ rồi là zin theo ý em, là không có tai nạn và đâm đụng các bác nhá. Đấy, form dáng không cong vênh móp méo và có bậc lên xuống này, có giá lóc này, đăng kiểm thì mới tinh luôn. Đấy, giá chỉ có 145 triệu đồng thôi. Mà mua cái mẫu xe này về để cà phê, tránh mưa, tránh nắng cũng được. Đấy, hoặc là đi rừng, đi núi, đi phục vụ cho cái nhu cầu của mình khi mà cần những con xe nó khỏe mạnh và nó linh hoạt được trên mọi địa hình các bác nhé. Ok các bác.